quay sang Florida, thưa quý vị, số trường hợp COVID-19 nhập viện tại tiểu bang này tăng kỷ lục. Florida đã phá vỡ kỷ lục về số ca bị nhiễm COVID-19 nhập viện hàng tuần, khiến tiểu bang trở thành một trong những điểm nóng đại dịch của Hoa Kỳ hiện nay. Hôm Chủ nhật, khoảng 3.355 bệnh nhân COVID-19 đã được đưa vào các bệnh viện ở Florida để điều trị về bệnh tình trở nặng. Chỉ riêng thứ Tư tuần trước đã có 621 người nhập viện. Tổng cộng 30.785 người đã nhiễm COVID-19 phải nhập viện tại tiểu bang Florida kể từ khi đại dịch bùng phát. Thưa quý vị, bác sĩ Satya Khan, nhà dịch tễ học và phụ tá giáo sư y tế tại trường y học Fairbridge của trường đại học Northwestern, cho đây là những con số đáng kinh ngạc và nói rằng các nhà lãnh đạo tiểu bang Florida phải chịu trách nhiệm vì đã sớm hạ thấp mối nguy hiểm và chấn áp các biện pháp buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội và các biện pháp y tế công cộng khác. Khan cho rằng các cuộc tranh cãi về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng sau khi xuất hiện, việc chính trị hóa vấn đề đeo khẩu trang, lẽ ra không bao giờ xảy ra, thưa quý vị. Và Florida chỉ đứng sau California về số ca nhiễm COVID-19. California dẫn đầu cả nước với 560.159 ca nhiễm. Năm tiểu bang được xếp trước Florida về tổng số ca tử vong liên quan đến COVID-19, gồm có New York 33.592 ca, New Jersey 15.872 ca, California 10.351 ca, Texas 8.800 ca và Massachusetts 8.735, thưa quý vị. Thống đốc Florida Ron DeSantis, nhân vật thân cận đồng minh trung thành của Tổng thống Donald Trump, đã bị chỉ trích gay gắt vì chậm phản ứng với cuộc khủng hoảng. Và gần đây nhất là thị trưởng Miami Beach Dan Gelber. Tính đến chiều thứ Hai, thì Hoa Kỳ đã ghi nhận là 5.082.954 ca nhiễm với 163.881 ca tử vong vì đại dịch COVID-19.